Thưa quý vị, sáng qua ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu văn hóa truyền thống Trường Giang thuộc thôn Hòa Giang, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, nhân dân xã Điện Trung long trọng tổ chức lễ dân hương Quốc tổ Hùng Vương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tiếng nhạc lễ rộn ràng, từng mâm bánh chưng, bánh dày cùng hương hoa ngũ quả là lễ phẩm được đại diện lãnh đạo chính quyền, nhân dân cùng những người con quê hương Gò Nổi nói riêng, những người con của thị xã Điện Bàn nói chung thành kính dâng lên cung tiếng Quốc tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Với ý nghĩa cao đẹp đó, những người con quê hương Gò Nổi đang làm ăn sinh sống khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đều tranh thủ về quê đúng ngày giỗ tổ để dâng lên các bậc tiền nhân nén tâm nhang với lòng thành kính. Tôi rất vui mừng và được về dự hôm nay và thấy một cái không khí rất là vừa trang nghiêm nhưng vừa rất là phấn khởi. Nhìn gương mặt của mọi người rạng rỡ vui tươi và đầy phấn khởi, chúng tôi tin rằng Gò Nổi chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp và xứng đáng với tầm vóc của nó. Ngoài lễ yết cáo và cung tiến lễ phẩm dân hương vua Hùng theo nghi thức cổ truyền và nghi thức nhà nước trong dịp giỗ tổ Hùng Vương năm nay, xã Điện Trung tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về ngày giỗ tổ như tổ chức đua thuyền truyền thống, khai mạc ngày hội sách, thi mâm lễ dân vua Hùng, viết thư pháp, v.v. Em thấy bây giờ là mọi người là đều dùng tới mọi xã hội nhiều, ít khi mà gần gũi với lại sách. Có những ngày lễ này là người ta tổ chức ra là để mình gần gũi hơn, với lại có thể trải nghiệm được nhiều loại sách hay, nhiều loại sách trên mọi internet không có. Em thấy những ngày lễ này rất là ý nghĩa cho mọi người và lấy trẻ bây giờ nữa. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, chúng tôi là tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đây là dịp để mà nhân dân cả nước nói chung cũng như nhân dân ba xã Gò Nổi nói riêng thể hiện được đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và tri ân công đức của những bậc tiền nhân, những bậc vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Đây còn là dịp để mà giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn nhớ về nguồn cội. Năm nay là năm thứ 16 các xã tổ chức lễ giỗ tổ tại đền thờ. Dù chỉ là thờ vọng song đền thờ Quốc tổ ở làng Trường Giang trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức người dân nơi đây, trở thành biểu tượng của lòng tri ân hướng về nguồn cội, ngưỡng vọng công đức các vua hùng, là nơi hội tụ sức mạnh và niềm tự hào của các dòng tộc của người dân vùng Gò Nổi hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, vừa vui Tết cổ truyền Buôn Bi Mai, vừa được khám bệnh, cấp phát thuốc và nhận hàng trăm phần quà là niềm vui lớn và ý nghĩa của gần 1.000 bà con huyện Đắc Dưng, tỉnh Sê Công, Lào. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, hôm qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam mới nhộn nhịp trở lại. Nhiều ngày trước, thông tin Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức phiên chợ không đồng cho riêng bà con Lào đã được truyền tay nhau, được các bác sĩ ở Bệnh viện 199 Bộ Công an khám bệnh, cấp phát thuốc, tham gia, mua hàng không tốn tiền, nhận quà của đoàn từ thiện. Đây là cái Tết thực sự đầy đủ của gần 1.000 bà con Lào ở 8 bản giáp biên. Bình đau dạ dày được bác sĩ cho thuốc, hướng dẫn điều trị bệnh, nhận gạo, mì tôm, dầu, mắm, muối, cá khô, đường, rồi được cho quần áo mới. Tết Buôn Bi Mai này vui rồi, cảm ơn Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Theo của chính phủ của chúng ta thiết lập cái mối quan hệ Việt Lào, nên chuyến xe không đồng cũng là tạo một cái điều kiện để giúp đỡ cho bà con các vùng biên ở bên Lào, và cuộc sống của người bên Lào rất là khó khăn, nên là chuyến xe không đồng sẽ kết hợp với các anh bộ đội biên phòng ở các vùng biên sẽ tiếp tục có những chương trình cho sắp tới. Trên tinh thần giúp bạn là giúp mình, 25 năm qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tổ chức hàng ngàn chuyến tình nguyện với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa, giúp bạn Lào, đặc biệt trong hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19. Mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, song các chiến sĩ biên phòng Quảng Nam vẫn chuyển hàng chục tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế, khẩu trang chống dịch, hỗ trợ người dân hai huyện Cạ Lùm và Đắc Dưng, tỉnh Sê Công. Trong cái hoạt động bảo vệ biên giới thì hai lực lượng cũng thường xuyên duy trì cái giao ban rồi cái tuần tra song phương hai bên biên giới để đảm bảo cái đường biên cột mốc ở hai bên biên giới luôn được bình yên và ổn định. Và có thể nói là trong cái quan hệ hữu nghị của Việt Nam Lào nói chung, ở Quảng Nam Sê Công nói riêng có thể nói là đặc biệt mẫu mực, và chúng tôi luôn phát huy được cái truyền thống đó và giữ gìn cái mối cùng nhau để xây dựng cái quan hệ đoàn kết hai bên biên giới ngày càng hữu nghị, hợp tác và mẫu mực đặc biệt. Niềm vui trong dịp Tết Buôn Bi Mai của bà con nơi đây như được nhân lên gấp bội bởi sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, thiết thực của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Thưa quý vị, nằm trong các hoạt động lễ hội, sáng qua
tại khu vực vườn Cừa, làng Hương Trà, phường Hòa Hương, giải đua thuyền truyền thống thành phố Tam Kỳ mở rộng chào mừng lễ hội Tam Kỳ mùa hoa xưa năm 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia sôi nổi của các vận động viên đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố, xã Tâm Tiến, huyện Núi Thành và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, du khách tham gia lễ hội. Giải đua thuyền lần này huy động 13 đội thuyền tham gia, trong đó có 8 đội thuyền nam và 5 đội thuyền nữ đến từ các xã phường trong thành phố Tam Kỳ và xã Tâm Tiến, huyện Núi Thành. Các đội thuyền đua năm nay tham gia trên tại 3 nội dung: ở giải Hòa Bình Nam với cự ly 3.000m, giải truyền thống nữ cự ly 4.500m và giải truyền thống nam cự ly 7.500m. Giải mùa hoa xưa năm nay là đội xã Tâm Thang là rất là phấn khởi. Nói chung là thắng thua thì không là tại băng điện, nhưng mà rất là phấn khởi. Cho dù thắng hay thua, nhưng mà động lực của xã nhà là rất là tốt. Từ cái khâu là ví dụ như chủ tịch hay phó chủ tịch hay là tất cả các trưởng đoàn hay là ban ga, ban thuyền, họ cũng rất là cố gắng. Họ động viên hết cửa cho con đua, cho nên rất tư tưởng rất là thoải mái. Cho nên không có một cái áp lực gì. Cứ hàng năm mà đến cái ngày mùa hoa xưa thì tổ chức thành phố tổ chức thì rất là nhộn nhịp. Chúng tôi là những người đi cổ vũ thì tất nhiên là cổ vũ cho toàn đội, nhưng mà mình nếu như mình ở đội nồi thì mình phải nghiêng về cái đội nó xíu, đó là cái sự thật. Chứ còn nói chung là toàn dân là họ đi ủng hộ coi như và cổ động cho tất cả các cái thuyền đua. Tất nhiên là có hoạt động rất chi là vui vẻ và rất chi là hoành tráng để coi như là đưa cái phong trào của ngày qua xưa ngày còn phát triển du lịch. Giải đua thuyền được xem là hoạt động văn hóa thể thao truyền thống tốt đẹp, mang lại bản sắc riêng của người dân vùng đất ba sông Tam Kỳ. Thông qua giải lần này nhằm tuyển chọn các đội thuyền đua có thành tích xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng tham gia giải đua thuyền Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch số 2134 về việc triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh có 100% đơn vị cấp huyện củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện cấp xã và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc chương trình OCOP các cấp. Về phát triển sản phẩm trong năm 2022, Quảng Nam sẽ hỗ trợ phát triển mới và nâng cấp 268 sản phẩm OCOP, phấn đấu có ít nhất 70% số sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022 đạt hạng 3 sao trở lên. Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ củng cố, nâng cấp, thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã tham gia chương trình OCOP. 100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, trong năm nay, Quảng Nam quan tâm xây dựng, nâng cấp các điểm và trung tâm bán hàng OCOP cấp huyện, đảm bảo đến cuối năm 2022, tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất một điểm bán hàng OCOP. Năm 2022, phấn đấu các sản phẩm sau một năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên, tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia chương trình OCOP. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 4, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam chính thức ra mắt An Vui Sống Khỏe, sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm hội tụ các quyền lợi ưu việt, đảm bảo tài chính, nâng lưng, đỡ túi để các gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống và duy trì sức khỏe năm sao. Chương trình đã thu hút gần 500 khách hàng đến tham dự và đăng ký tham gia hợp đồng. Đồng hành bảo vệ các gia đình Việt đảm bảo sức khỏe năm sao, nâng lưng, đỡ túi để các gia đình luôn an tâm về các chi phí điều trị, an tâm tận hưởng cuộc sống. Bảo Việt Nhân Thọ đã cho ra mắt sản phẩm mới An Vui Sống Khỏe. Sản phẩm mới hội tụ các quyền lợi ưu việt, đảm bảo tài chính, chăm sóc sức khỏe chu toàn cho người tham gia cả trước, trong và sau điều trị, như chi phí điều trị nha khoa chi trả tới 10 triệu đồng, thai sản tới 50 triệu đồng, điều trị nội trú tới 400 triệu đồng, điều trị ung thư, cái ghép nội tạng tới 1 tỷ đồng. Mức phí tham gia phù hợp cho từng độ tuổi và được giảm phí đến 15% cho năm tiếp theo khi không có yêu cầu bồi thường. Sản phẩm An Vui Sống Khỏe sẽ được phát hành dưới dạng thẻ cứng, cắt gọn, tiện lợi, dễ dàng mang theo, giúp người tham gia được thanh toán viện phí trực tiếp trong hạn mức bảo hiểm mà không cần dùng tiền mặt. Thẻ còn có phiên bản điện tử với 4 màu tương ứng với hạn mức thẻ để khách hàng thuận tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, tham gia sản phẩm mới trong thời điểm này, những quý khách hàng đầu tiên đáp ứng mức phí quy định sẽ được tặng áo dài thiết kế trị giá 1.000 đô của nhà thiết kế nổi tiếng Đỗ Trịnh Hoài Nam.
Thưa quý vị, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và sản xuất giai đoạn 2021-2030, huyện Tiên Phước ước tính phát triển khoảng 1.000 hecta cây mang cuột cho quả với sản lượng khoảng 2.000 tấn. Theo thống kê, đến nay toàn huyện Tiên Phước có diện tích trồng mang cuột khoảng 500 hecta. Mang cuột tập trung tại các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Kỳ, Tiên Thọ. Bình quân mỗi năm sản lượng trái mang cuột trồng ở huyện Tiên Phước ước đạt 200 tấn, doanh thu trên 30 tỷ đồng. Riêng trong năm 2021, người dân Tiên Phước thực hiện trồng mới được 280 hecta cây mang cuột. Có đến 20 nhà vườn trên 1 hecta trồng mang cuột theo hình thức lái ngắn nuôi dài, xen canh các loại cây ăn quả để cải thiện thu nhập. Mức thu nhập của các nhà vườn này đạt 250 triệu đồng mỗi hecta. Thưa quý vị, xã Bình Trị là một xã có số hộ nông dân làm nghề nắm rơm nhiều nhất của huyện Thăng Bình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với mỹ quan nông thôn và tình trạng ô nhiễm môi trường do bã thải nắm rơm bị bỏ đi sau thu hoạch. Xuất phát từ thực trạng trên, hộ nông dân xã Bình Trị triển khai mô hình nhóm hộ nông dân làm phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bã thải nắm rơm. Mô hình này góp phần giải quyết được một lượng lớn phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ môi trường. Đến thôn Việt Sơn, xã Bình Trị có thể nhận thấy nơi đây có rất nhiều hộ tham gia mô hình sản xuất nấm sơn. Chính vì thế, nguồn bã thải xuất hiện ngày càng nhiều tại khu vực dân cư. Để giải quyết được bài toán này, tổ hợp tác sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nấm sơn hình thành. Mô hình có nhiều hộ viên nông dân trực tiếp tham gia sản xuất. Quy trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn, từ thu công tập kết nguyên liệu phụ phẩm. Trong quá trình ủ phân sử dụng chế phẩm Emix và Trichoderma để thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy của đống phân ủ, giảm mùi hôi nhanh chóng. Sau 2 tháng ủ, phân sẽ tơi và có màu nâu đen, có thể sử dụng như phân hữu cơ vi sinh bón cho nhiều loại cây trồng. Lúc tôi đem về tôi làm để thí nghiệm á, thì nói chung đậu là 100% tốt, không có bệnh hoạn, và hơn nữa sâu bọ cũng đỡ. Và hơn nữa là về bên cây lúa thì thực tế là hồi xưa là cái đất này nó là nó cằn cỏ rồi, nó ăn phân bên kia là nhiều quá, cho nên ruộng nó xấu. Giờ chúng tôi áp dụng cái lò phân vi sinh này bỏ thì cũng đỡ về bên phe co và cà ly. Bình Trị là xã có số lượng hộ sản xuất nấm nhiều nhất trên địa bàn huyện Thăng Bình với hơn 150 hộ sản xuất nấm sơm. Hàng năm lượng sơm nấm thải trực tiếp ra môi trường khoảng 4.000 đến 5.000 tấn. Vì thế tổ hợp tác sản xuất hoạt động ổn định, không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp số lượng lớn lượng phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng mang lại nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Phân này thì nói chung là cũng đã cơ cấu đầy đủ thành phần. Thì nếu như bà con nông dân chúng ta dùng cái phân này thì nó sẽ giảm được cái chi phí trong sản xuất, cũng như là cái việc mà giảm bớt cái lượng phân hóa học. Thì nó cũng vừa là cải tạo được cái đồng ruộng nữa. Cho nên là cái hiệu quả kinh tế của cái mô hình này thì nó giải quyết được nhiều vấn đề. Thứ nhất là về tạo cái việc làm. Thứ hai là tăng thu nhập cho bà con nông dân. Cái thứ ba là giải quyết, góp phần giải quyết môi trường cùng với địa phương. Tiếp tục là quảng bá cái thương hiệu của phân hữu cơ này, đồng thời giới thiệu trên bà con toàn xã sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao cái diện tích mà sản xuất áp dụng vào cái phân hữu cơ vi sinh này. Hiện nay thì đã làm trên một số diện tích như cây đào, rồi diện tích lúa ở một số hộ, nhưng mà cũng cần phải có cái sự đấu chứng để đánh giá là cái hiệu quả về kinh tế xã hội để sắp đến tiếp tục nhân rộng, góp phần là sẽ giải quyết toàn bộ cái bã thải trên địa bàn toàn xã, giải quyết về vấn đề là cảnh quan môi trường và nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. Về lâu dài, việc ứng dụng quy trình này trong mô hình canh tác nông nghiệp là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển nền nông nghiệp sạch, không phát thải, giúp người sử dụng tiết kiệm chi phí mua phân bón hữu cơ thương mại nhờ việc tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ. Đây là hướng đi có lợi cho nông dân và chính môi trường sống.